Không chỉ Game of Thrones, một bộ phim khác cũng đang khiến khán giả đứng ngồi không yên, chính là tác phẩm mới nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel, Avengers Endgame. Và chỉ còn vài ngày nữa, người hâm mộ thế giới lại có dịp tái ngộ với các siêu anh hùng. Nhưng liệu các bạn có còn nhớ hết các chi tiết của toàn bộ 21 bộ phim trước hay không? Hãy cùng xem lại ngay 5 bộ phim dưới đây để không bị khó hiểu bất kỳ một chi tiết nào trong Endgame sắp tới. Đây là tác phẩm mở màn vũ trụ điện ảnh Marvel và gặt hái thành công bất ngờ giúp mở ra thời kỳ huy hoàng cho Marvel Studios. Gặp lại Robert Downey trong lần đầu hóa thân thành tỷ phú Tony Stark kiêm siêu anh hùng Iron Man, khán giả dễ dàng nhận thấy đây chính là vai diễn dành riêng cho tài tử. Sau Avengers Endgame, nhiều thông tin cho thấy Downey sẽ kết thúc hợp đồng với Marvel Studios. Bởi vậy, Iron Man lại càng trở nên đặc biệt ý nghĩa vào lúc này. Tác phẩm đầu tiên quy tụ nhóm Avenger thực sự là cú nổ lớn, khiến toàn bộ Hollywood phải chạy theo Marvel Studio để làm phim thương hiệu, tạo vũ trụ điện ảnh. I promise a stress-free environment, no surprises. Is everything a joke to you? Funny thing, John. Quan trọng hơn, các siêu anh hùng tới đây sẽ trở về những sự kiện ở The Avenger. Nhiều fan tin rằng nhóm nhân vật còn sống sót sau trận chiến ở Infinity War 2018 muốn thu thập lại các viên đá vô cực để đảo ngược tình thế. Bộ phim là thời điểm rất tuyệt vời khi cả đá tâm trí lẫn đá không gian cùng lúc xuất hiện. Không chỉ giới thiệu nhóm siêu anh hùng bát nháo, vệ binh giải ngân hà, Guardians of the Galaxy còn giúp khán giả lần đầu trông thấy đầy đủ tạo hình của Thanos do Jon Brolin đóng, giới thiệu kỹ lưỡng các viên đá vô cực và chứng kiến uy lực kinh hoàng của đá sức mạnh. Dự án Guardians of the Galaxy là canh bạc đầy may rủi của Marvel Studios khi họ muốn đưa người xem đến những thiên hà xa xôi thay vì chỉ lấy bối cảnh trái đất. Và sự tài tình của đạo diễn James Gunn đã giúp tác phẩm trở nên cực kỳ đáng nhớ. Đá thời gian lần đầu xuất hiện và thể hiện sức mạnh ảo diệu của nó qua bộ phim riêng về Doctor Strange, Benedict Cumberbatch. We travel great distances in an instant. Ở Infinity War, thầy phù thủy quyền pháp nói rằng mình đã nhìn ra cơ hội để các siêu anh hùng giành chiến thắng sau cùng rồi tan biến thành cát bụi. Bởi đá thời gian hiện nằm trong tay Thanos, các siêu anh hùng rất muốn giành lấy nó để đi ngược về quá khứ. Looking for you. Nhiều khán giả chắc chắn muốn ôn lại một chút bộ phim giải trí đình đám nhất năm 2018. Thanos đã thị uy sức mạnh và thành công với mục tiêu quét sạch một nửa số sinh linh trong giải ngân hà bằng găng tay vô cực. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Các siêu anh hùng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến. Và giờ thách thức càng trở nên lớn hơn với đội hình sức mẻ. Công chúng quả thực rất nóng lòng muốn biết họ định đảo ngược thế cờ ra sao, ngay cả khi có sự giúp sức của gương mặt mới Captain Marvel do Brie Larson thủ vai.